Cách sử dụng ứng dụng Canva trên máy tính. Bước 1. Đăng nhập. Truy cập vào trang web Canva bằng cách nhập vào thanh địa chỉ www.canva.com. Chọn đăng nhập ở góc trên bên phải và chọn tiếp tục với Google nếu bạn đã có mail. Xác nhận thông tin cá nhân. Giao diện ứng dụng sẽ xuất hiện và bạn có thể bắt tay vào thiết kế ngay một video cho riêng mình được rồi đấy. Bước 2. Tạo video. Bấm vào thanh chữ nhật màu tím có chữ tạo thiết kế ở phía trên góc phải màn hình. Rồi chọn video để bắt đầu thiết kế một video mới. Trình duyệt chỉnh sửa video gồm có: phía trên là chỗ trình chiếu video đang chỉnh sửa hay còn gọi là phần hiển thị. Phía dưới là dòng thời gian, nơi thực hiện chính các thao tác chỉnh sửa cho video. Xung quanh là các công cụ giúp bạn chỉnh sửa video. Tải video muốn chỉnh sửa lên bằng cách chọn biểu tượng đám mây có chữ tải lên ở dọc bên trái màn hình. Bấm thanh tải lên tệp rồi chọn tệp muốn sử dụng. Sau khi tệp đã tải lên thành công, kéo tệp xuống dòng thời gian để chỉnh sửa. Có hai dạng: kéo tệp vào phần hiển thị nếu muốn chèn tệp trên một nền trắng để trang trí xung quanh. Kéo tệp vào dòng thời gian nếu không cần nền. Lưu ý, bạn hoàn toàn có thể thêm xóa tệp bất kỳ trên dòng thời gian bằng cách click chuột phải vào tệp đó. Chọn thêm xóa một trang. Có thể kéo chỉnh thay đổi thứ tự các tệp trên dòng thời gian theo ý muốn. Chỉ sử dụng được hết tính năng, ví dụ chỉnh tỷ lệ khung hình. Nếu nâng cấp lên sử dụng gói Canva Pro có mất phí. Tiếp theo là lựa chọn sử dụng các công cụ chỉnh sửa tùy theo nhu cầu. Nếu muốn chèn văn bản thì chọn mục văn bản ở thanh dọc bên góc trái. Rồi chọn kiểu văn bản và kéo vào phần hiển thị. Muốn thêm hiệu ứng chuyển tiếp, chọn dấu tam giác giữa hai tệp trên dòng thời gian. Các hiệu ứng chuyển cảnh sẽ hiện ra bên trái và bạn chỉ cần chọn hiệu ứng phù hợp. Có thể điều chỉnh thời lượng video bằng cách chọn biểu tượng cây kéo. Chỉnh kích cỡ hiển thị của video bằng cách chọn mục xén. Và còn nhiều tính năng khác đầy tiện ích. Đặc biệt, có thể mời người khác vào cùng thiết kế bằng cách bấm vào dấu cộng cạnh biểu tượng tài khoản của bạn ở phía trên góc phải màn hình. Bước 3. Sau khi đã thiết kế được video ưng ý thì xuất video bằng cách bấm vào chữ chia sẻ ở phía trên góc phải màn hình. Rồi chọn tải xuống. Ở đây cần chọn loại tệp và chất lượng video mong muốn. Bước 4. Khi hoàn tất, video tự động lưu trữ ở thư mục tải xuống ở máy tính. Ngoài ra, nếu muốn chia sẻ, chọn chia sẻ lên mạng xã hội để tải video lên trang mạng bạn mong muốn. Vậy là với 4 bước cơ bản trên, chúng ta đã vừa thiết kế xong một video trên máy tính bằng trang web Canva rất dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi phải không nào? Chúc các bạn sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm đầy sáng tạo và tuyệt vời nhé!